Xin chào tất cả mọi người, hôm nay shop xin giới thiệu đến mọi người tổng hợp một số mẫu toner cắt tóc sạc pin không dây chuyên nghiệp, chuyên sử dụng trong các tiệm hớt tóc và trong các salon tóc, để mọi người có thêm những cái phương án dự phòng trong những ngày cuối năm khi mà lượng khách đến quán rất là đông. Thì đầu tiên shop sẽ giới thiệu đến mọi người bộ toner cắt tóc F32 màu tím tím ở bên đây. Bộ này trang bị động cơ rất là khỏe, cùng với viên pin là 2600mAh. Khi mà sạc đầy thì sử dụng liên tục lên đến 5 giờ đồng hồ. Tức là nó đáp ứng cho mình 3 tiêu chí. Thứ nhất là động cơ khỏe này, thứ hai là pin trâu, pin 5 giờ. Và thứ ba là lưỡi cắt là lưỡi kép. Lưỡi kép thì khi mà cắt phay phế thì cắt trắng chanh thì nó rất là mịn và đều. Đó, cái bộ này thì có giá là chỉ có 550.000 thôi, và khi mọi người lấy về thì được kiểm tra test thử trước khi thanh toán, mà máy đáp ứng ba cái tiêu chí như shop vừa nêu thì mọi người mới nhận hàng, mới thanh toán. Thì cái bộ phụ kiện của nó đi kèm là gồm có 7 cái cử căn độ dài cùng với adapter sạc dầu máy và cọ vệ sinh. Trong những cái cử thì có cử cần thiết cho mình phay phế là cử màu đỏ này, là cử 1.5, cử 3mm, cử 4.5mm. Nói chung là có tất cả những cái cử thông dụng mà để sử dụng trong cái nghề sử dụng để phay phế thường ngày. Được chưa? Cái bộ này chỉ có 550 thôi. Khi mọi người đặt hàng thì sẽ được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán nhé. Hàng giao đến tận nơi, mọi người kiểm tra ok hài lòng thì mới thanh toán lấy hàng. Đó. Và shop sẽ bảo hành cho mình lên đến 12 tháng. Và cái toner bên cạnh đây là một cái biến thể của nó, tức là cái toner F35. Đấy, cái hộp của nó ở đây, modem là F35. Thì phụ kiện thì đi kèm cũng nó cũng như cái bộ F32 mình vừa giới thiệu. Động cơ, pin và lưỡi, tất cả mọi thứ đều giống như cái bộ F32 mình vừa giới thiệu này, tức là pin trâu 5 giờ này. Lưỡi kép này và động cơ rất là khỏe. Mọi người có thể test thử ngay khi mà mình nhận hàng, mình bật máy lên test thử, mình bật máy lên cảm giác nó khỏe. Đó, mình cầm trên tay cảm giác nó khỏe luôn. Hai cái này thì động cơ, máy và thiết kế đều giống nhau, nó chỉ khác là cái ngoại hình bên ngoài. Thì con này ngoại hình nó làm đẹp hơn. Và cái bộ của nó thì hiện tại thì có kèm thêm một cái lược 3B nữa, giá thành nó chênh nhau. Con này là thêm hơn 30.000. Tức là cái bộ này là bộ F35 là giá là 580 đấy. Giá shop nêu là đã bao gồm phí ship rồi nha mọi người, là đã miễn phí ship rồi, không phát sinh thêm bất kỳ cái khoản phí nào nữa hết. Cái con tông này thì mọi người sạc trong vòng 2 tiếng là nó đầy pin rồi. Khi đầy pin là nó ngắt đèn. Đó, sạc 2 tiếng là nó đầy pin rồi. Mọi người sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng nha. Đây là cái lưỡi kép của nó này. Trước khi mọi người sử dụng thì nhớ tra một tí dầu máy cho nó bôi trơn, thì là cắt nó sẽ mịn màng hơn, nó sẽ ngọt rồi, tiếng kêu nó sẽ đầm hơn. Khi bật máy lên thì có đèn báo ở đây. Đó, hai cái bộ shop vừa giới thiệu, đây là bộ F32 màu này nhá, bộ F32 550 và cái bộ F35 là 580. Động cơ rất là khỏe, pin 5 tiếng và trang bị lưỡi kép nha. Bộ cử đi kèm thì nó như nhau, phụ kiện này nó như nhau. Đấy, riêng con F35 thì nó kèm thêm lược 33. Đó, bộ này 550, bộ này 580. Mọi người nhận hàng được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán nha. Rồi qua đây sắp sẽ giới thiệu đến mọi người ba cái bộ toner nhôm. Đấy, vỏ hộp của nó để ở đây. Ba bộ toner nhôm. Con màu đen này là toner lưỡi kép nha, còn hai cái con này là hai con vỏ thép lưỡi đơn nhá. Phụ kiện đi kèm thì nó như nhau, gồm có hai cử ga thép là cử 1.5, cử 4.5, cử 3mm, 6mm, 9mm và 12mm. Đây là cụ sạc của nó này, kèm theo dầu máy và cọ vệ sinh. Tức là phụ kiện ba bộ này như nhau, thì khác là con này lưỡi kép này. Hai con này là vỏ thép thì là một con có màn hình và con này có màn hình thông báo, và con bên đây thì không có màn hình. Đó, thông số, mọi thông số thì như nhau. Sau đây shop sẽ giới thiệu đến mọi người. Trước hết là giới thiệu con vỏ thép đi. Pin của nó là 2600mAh và mọi người sử dụng là trong vòng 5 tiếng đồng hồ luôn. Khi sử dụng nó báo pin ở đây, đây là phần trăm pin này. Trên này là cái thông báo, trên này là cái tốc độ vòng quay này. 6.500 vòng trên 1 phút này báo ở trên đây.
Sau một lúc mọi người sử dụng một thời gian thì ở đây nó sẽ nháy đèn lên là nó nhắc nhở mọi người tra dầu. Lúc mà mới bật lên này đây, đó là nó nhắc mình tra dầu. Còn bên đây là báo sạc, khi nào hết pin thì báo mình cắm sạc thì nó báo cái phích cắm ở đây. Con này lưỡi đơn nhé mọi người, lưỡi đơn thì cắt rất là ngọt, rất là ngọt. Khi mà phay phết thì nó không có mịn bằng mấy con F32 bên đây, nhưng mà khi mà mình cắt phá khung ấy thì nó sẽ rất là ngọt. Thông số hai con này như nhau, cái con mà không có màn hình là giá 550, còn con có màn hình là giá 600 nha, nó mắc hơn 50. Đó. Đây là hai con vỏ thép, thiết kế rất là sang trọng và mọi người sử dụng nó không có bị phai cái màu ở trên này đi. Cái này đều vỏ thép hết nha. Đó. Còn cái con lưỡi kép thì nó lại là thiết kế vỏ nhựa nhưng mà giá tiền nó rẻ hơn. Con này chỉ có 500 thôi. Đó, ba con diêm là con này 500 này, con này 550 này, con này 600 này. Và con này thì lưỡi kép. Cái cần gạt thì nó đã làm giống như hai con bên đây, đều là cần gạt bằng nhôm cả. Đó. Rất là chắc chắn ở đây, nó không có bị lung lay nè. Và cái điểm đặc biệt của ba con tông diêm này là trên cái cần chỉnh lưỡi ở bên hông thì nó có gắn bi, gắn viên bi. Khi mọi người chỉnh thì nó sẽ có cái tiếng kêu tách tách để mọi người phân biệt. Mọi người chỉnh được 4 nấc từ 0.5, 1, 1.5 và 2mm ở trên đây. Cái này lưỡi kép, là lưỡi này mài rất là mỏng, mỏng hơn cái hai cái bộ bên đây. Đã mài rồi, mài hết rồi nha mọi người. Đó, đây là ba bộ tông diêm. Đây là con diêm 1070 nhé, mình đọc model diêm 1070, giá 500. Con này diêm 1010, nói chung là diêm vỏ thép, nó không có màn hình á. Nó là diêm 1010, giá 550. Thế còn con có màn hình là modem ở trên máy nè, diêm 101, có màn hình thì nó mắc hơn 50, giá 600. Phụ kiện nó như nhau nhé. Khi mọi người đặt hàng thì được kiểm tra sản phẩm trước, nên là mọi người yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm đây. Mình quên giới thiệu về dung lượng pin của con màu đen này, nó thấp hơn nên giá nó thấp hơn hai con đây. Con này sử dụng được chỉ 4 tiếng thôi, con màu đen này sử dụng 4 tiếng liên tục này, còn hai con này sử dụng được 5 tiếng thì nó dung lượng nó thấp hơn một chút nên giá là nó thấp hơn. Đó, đây là ba con diêm. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến mọi người một cái con quan này kê lược. Con quan này thì lưỡi cắt rất là ngọt ngào, anh em nào thích kê lược đấy thì sử dụng con đây. Con này thì rất là nhiều người khen, tuy nhiên thì giá thành nó mắc hơn, giá thành nó cao hơn. Thiết kế thì đơn giản cầm trong tay, nhưng mà giá con này tới 800 một bộ này cơ. Phụ kiện của nó thì có 4 cái cửa đi kèm, dầu máy, cọ vệ sinh và adapter sạc. Cục sạc của nó đây, adapter sạc. Nó có màn hình, nó cũng có màn hình. Dung lượng pin của nó là 240 phút. Nó có màn hình báo pin ở trên đây. Cái này thì mình chỉnh lưỡi lên xuống, mình chỉnh ở trên thanh luôn này. Ở khi mình chỉnh thì nó có cái vật ở trong này, có số ở trong đây. Đó, cắt rất là êm. Con này cắt rất là êm. Cầm để đầm tay. Nói chung anh em nào mà thích cái tông để mà kê lược á, thì là chọn con đây, đầu tư luôn con đây là khỏi phải bàn về chất lượng luôn, rất là tuyệt vời. Tiếp đến sẽ giới thiệu đến mọi người hai con tông chắn vìn, hai con tông chắn vìn và một con tông cạo khô. Mình đang để bên đây này, mình sẽ lấy sang hai con tông chắn vìn. Con chắn vìn 3B 5 sao này, modem là 920, cái vỏ hộp của nó đây. Mọi người rất là chuộng sử dụng con đây. Thứ nhất là giá thành nó vừa phải và nó nhỏ gọn. Cái máy của nó thì có hai tốc độ nha mọi người, bật tốc độ thứ nhất này. Đó, mình tăng lên tốc độ thứ hai. Có hai tốc độ. Nhỏ gọn mà thiết kế đẹp nữa. Giá chỉ có 350 thôi, chọn bộ full box và miễn phí ship hàng nhé. Chọn bộ full box như này và miễn phí ship hàng. Trong này nó có ba cái cử canh độ dài, ba cái cử, một chai dầu máy và một cọ vệ sinh mình để ở trong đây. Mọi người nhận hàng thì nhận đầy đủ bộ full box và được miễn phí ship nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu một cái bộ chắn viền cùng loại với lại con hai con đây, SZ này, cùng bộ.
Con này thì nó sẽ có báo binh, nó sẽ có 5 cái vật báo binh từ 20%, 40%, 60%, 80%, 100% ở trên đây. Khi mình bật lên thì là nó sẽ báo binh giảm dần xuống, còn khi mà các bạn sạc thì nó sẽ tăng dần lên, tức là sạc thì nó đầy 100% thì thôi, còn khi mình dùng thì nó sẽ tụt xuống đến khoảng 20 thì mình cắm sạc là vừa. Khi cắm sạc thì nó có đèn báo nhấp nháy ở đây. Con này thì một tốc độ thôi nhưng mà chắn là đó, nó khỏe luôn, bật lên tốc độ khỏe luôn chứ nó không có tốc độ bình thường rồi tăng tốc độ đâu, nó một tốc độ thôi. Đó. Cái thiết kế của nó thì thon dài hơn cái tông hồi nãy mình giới thiệu, thon dài hơn cái tông 33 năm sao. Con này là con F30 nhé mọi người, modem là F30, giá là 399.000. Và đặc biệt nếu mà mọi người lấy kèm bộ, lấy cùng với con tông bên đây thì shop sẽ tặng kèm cho mọi người hai cái lược 33, một cái lược bản to và một lược bản nhỏ để mà cắt tóc rất là bám tóc. Nếu mà mọi người mua từ hai sản phẩm thì sẽ được tặng thêm hai cái lược nữa. Shop sẽ giới thiệu thêm với mọi người một con máy cạo khô. Con này thì chuyên để cạo đầu trọc cho khách, và anh nào mà muốn cạo sát thì dùng con đây. Cái này hai lưỡi thì cạo rất là sát và giá rất bình dân, chỉ có 285.000 thôi, giá là bao ship luôn rồi nha. Con này thì nó có nhược điểm là lúc mà mình sạc pin thì nó không có báo chuyển màu thôi, còn lại cạo rất là êm đó. Hai lưỡi là gọi là cái dòng cũng vip nhất rồi. Còn phía sau đây thì nó sẽ có một cái cần để mình tỉa râu, nếu mà bác nào mua cho khách về tỉa râu thì nó có cái cần tông đơ. Mình bật cái cần này lên, bật cái cần này lên và mình bật công tắc bên đây thì là để tỉa râu, mà mình không dùng thì hạ xuống. Sau khi dùng thì mình sẽ nhấn cái nút bên này, tháo ra để vệ sinh máy. Còn khi mà thay lưỡi thì mình chỉ cần rút ra thôi, rút hai cái lưỡi ra, không cần phải tháo vết nha. Đó, máy cạo khô là giá 285. Đó, trên đây shop đã giới thiệu với mọi người một số cái mẫu toner rất là thông dụng mà công suất nó mạnh. Khi mà chọn toner thì mọi người lưu ý là chọn toner, thứ nhất là máy nó phải khỏe. Đó, máy nó phải khỏe thì cắt nó mới ngọt ngào được. Thứ hai là dung lượng pin phải lớn, dung lượng pin trâu. Những con đây là đa số là đều 5 tiếng hết, chỉ có con này là 4 tiếng thôi. Con này thì 240 phút là cũng 4 tiếng. Đó, dung lượng pin một lần sạc lên đến 5 tiếng đồng hồ, mà mọi người chỉ sạc 2 tiếng là nó đầy pin rồi. Đó, mọi người thích modem nào thì chỉ cần comment modem. Đây là con F30 này, con F35 này, con 1010. Đây, con 1070, con 1010. Đây là 101. Nói chung mọi người comment thì shop sẽ, hoặc là nhắn thêm số điện thoại, shop sẽ tư vấn và gửi đến tận nơi cho mọi người xem, kiểm tra hàng xong rồi mới thanh toán, nên là yên tâm không có lo lắng vấn đề gì về chất lượng, mọi người kiểm tra được test thử sản phẩm tận nơi luôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hy vọng sẽ giúp mọi người tham khảo được những cái bộ tông đơ chất lượng để mà lựa chọn trong những cái ngày đông khách sắp đến, những cái ngày cuối năm rồi lượng khách rất là đông. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.